này ghê lắm á. Mỗi năm ngủ một mạng đó. Ê, hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi, chơi đổi lạnh. Giờ tôi thách thằng Hoàng đi ra đằng kia 200 mét. Đánh dấu lại. Anh dám chơi không? Ủa Ngọc, con Ngọc bị sao vậy? Nghe tao nói. Ôi trời! Bên phải dẫn ra Phan Dũng. Còn bên trái thì sao? Bên trái sai đường.